chào quý vị. Mời quý vị theo dõi chương trình Bình Dương ngày mới của Đài Phát thanh Truyền hình Bình Dương. Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 5 hôm nay 20 tháng 6, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua các luật, nghị quyết gồm luật hợp tác xã sửa đổi, nghị quyết về quyết định chủ trương đầu tư dự án đường giao thông từ quốc lộ 27C đến đường tỉnh DT656, tỉnh Khánh Hòa, kết nối với Lâm Đồng và Ninh Thuận, luật phòng thủ dân sự, luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sửa đổi. Đáng chú ý, trong đợt này, Quốc hội sẽ dành cả ngày 21 tháng 6 để thảo luận ở hội trường về luật đất đai sửa đổi. Dự thảo luật đất đai hoàn thiện gồm 16 chương, 247 điều, trong đó tăng 3 mục, bổ sung mới 24 điều, bỏ 13 điều so với dự thảo luật lấy ý kiến nhân dân. Đã có hơn 12 triệu lượt ý kiến của nhân dân và chuyên gia góp ý vào dự thảo luật đất đai sửa đổi, cho thấy sự quan tâm đặc biệt của xã hội với dự luật này. Bộ Tài nguyên và Môi trường đã thông tin tới báo chí về những điểm mới nổi bật của dự thảo luật sau khi đã tiếp thu ý kiến của nhân dân, các cơ quan của Quốc hội. Trả lời câu hỏi của báo chí quan tâm tới Điều 79 trong dự án luật về thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng, cơ quan chủ trì soạn thảo cho biết. Tiếp thu các ý kiến góp ý, dự thảo luật đã sửa đổi toàn bộ nội dung của Điều 79, trong đó đã liệt kê rất rõ các trường hợp thu hồi đất như với các loại công trình công cộng từng lĩnh vực, thu hồi đất để xây dựng trụ sở cơ quan nhà nước, công trình sự nghiệp và một số trường hợp thật cần thiết khác như dự án nhà ở xã hội, nhà ở công vụ, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghệ cao, hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản, xây dựng công trình trên mặt đất phục vụ cho việc vận hành, khai thác, sử dụng công trình ngầm, dự án lấn biển, dự án nhà lưu trú, công nhân, khu công nghiệp, nhà ở cho lực lượng vũ trang, thu hồi đất để giao đất, cho thuê đất cho nhà đầu tư, trúng thầu, thực hiện dự án nhà ở thương mại có quy mô từ 10 hectare trở lên tại khu vực nông thôn và 5 hectare trở lên tại khu vực đô thị. Trường hợp cụ thể là thì nhà nước sẽ thu hồi, bắt đầu từ các loại công trình công cộng như là giao thông, thủy lợi, rồi là các công trình sự nghiệp như là y tế, văn hóa, giáo dục, giao thì chúng tôi quy định chi tiết luôn. Thì xin báo cáo chính là như này. Cái này thì để đảm bảo rằng các địa phương làm thực hiện được này và không có phải đắn đo gì là cái này nó không đúng vào là vì là quốc gia về phát triển kinh tế xã hội, vì là quốc gia thì cũng còn nhớ và đây là ban soạn thảo rồi dự thảo luật đã làm luật cho các địa phương chúng ta rồi. Ngoài ra, trong dự thảo luật cũng phân định rõ 3 khâu độc lập trong xác định giá đất gồm tư vấn giá đất, thẩm định giá đất và quyết định giá đất để đảm bảo tính khách quan, minh bạch. Tách cái phần về xây dựng phương án, tách phần thẩm định và tách phần quyết định là như vậy thì chúng tôi cho rằng nó sẽ vẫn giám sát được lẫn nhau, vẫn đảm bảo là có cái sự khách quan ở đây. Và cái hội đồng thẩm định với giá này thì trong dự thảo luật là cũng lần này tiếp thu cái này của hội ấy là các thành viên của hội đồng mà có chuyên môn về giá là phải không thấp hơn 50%. Cơ quan chủ trì soạn thảo dự án luật cũng cho biết một số nội dung chủ trương trong nghị quyết 18 Ban chấp hành Trung ương Đảng như quy định mức thuế cao hơn đối với người sử dụng nhiều diện tích đất, nhiều nhà ở, đầu cơ đất, chậm sử dụng đất chưa được thể hiện trong dự thảo luật đất đai sửa đổi vì không thuộc phạm vi điều chỉnh của luật. Sáng nay, Hội Nhà báo tỉnh Bình Dương tổ chức họp mặt truyền thống kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 1925, 21 tháng 6 2023. Buổi họp mặt nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang của báo chí cách mạng Việt Nam trong 98 năm qua. Phát huy truyền thống đó, đội ngũ làm báo và các cơ quan báo chí hoạt động trên địa bàn tỉnh đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến người dân, phản ánh mọi mặt của đời sống xã hội, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh nhà thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế, chính trị, quốc phòng, an ninh. Cũng tại buổi họp mặt sẽ diễn ra lễ trao giải thưởng báo chí Nguyễn Văn Tiết tỉnh Bình Dương lần thứ 8 2023. Năm nay có 39 tác phẩm thuộc các thể loại phát thanh, truyền hình, báo in, báo điện tử và báo ảnh được nhận giải thưởng này. Nhận giải thưởng quan trọng này, trong đó thì có 4 giải A, 7 giải B, 9 giải C và 19 giải khuyến khích. Chiều 19 tháng 6, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức họp mặt kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6.
Tại buổi họp mặt, các đại biểu đã nghe đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh ôn lại truyền thống 98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, cũng như thông báo tóm tắt những kết quả nổi bật trong công tác phối hợp thông tin tuyên truyền giữa Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh với các cơ quan thông tấn báo chí trong năm 2022. Theo đó, trong suốt chặng đường lịch sử 98 năm qua, báo chí nói chung và các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh nói riêng cùng với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền về nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương. Mỗi năm có hàng ngàn tin bài, phóng sự, tài liệu, hình ảnh về hoạt động quân sự quốc phòng của địa phương được đăng tải nhanh chóng, kịp thời trên báo Bình Dương, Đài Phát thanh Truyền hình Bình Dương, báo Quân khu 7, truyền hình quân đội. Qua đó đã kịp thời cổ vũ, động viên cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang toàn tỉnh nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Với kết quả đạt được, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh mong muốn trong thời gian tới, các cơ quan thông tấn báo chí trong và ngoài tỉnh tiếp tục gắn kết, hỗ trợ và đưa tin kịp thời sâu rộng hơn nữa các hoạt động công tác quân sự quốc phòng ở địa phương, góp phần chung tay xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh nhà ngày càng vững mạnh toàn diện. Dịp này, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tặng giấy khen cho 12 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động thông tin tuyên truyền nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương năm 2022. 6 tháng đầu năm 2023, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Tân Uyên thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng tại địa phương. Lực lượng vũ trang thành phố Tân Uyên đã duy trì nghiêm túc nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu trong các dịp lễ Tết và các sự kiện chính trị lớn, thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng. Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023 bảo đảm đúng quy trình, đạt 100% chỉ tiêu ở cả hai cấp, tổ chức hội thi, hội thao cấp cơ sở theo đúng kế hoạch. Trong 6 tháng cuối năm, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của các cấp về nhiệm vụ quân sự quốc phòng, thực hiện nghiêm công tác sẵn sàng chiến đấu, nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, tăng cường công tác xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu gắn với các biện pháp quản lý, giáo dục, chấp hành nghiêm kỷ luật, pháp luật. Theo dự kiến, ngày 22 tháng 6, Trung tâm Thương mại thành phố mới Bình Dương sẽ tổ chức Diễn đàn Đổi mới sáng tạo sản xuất Bình Dương 2023. Trong bối cảnh của kỷ nguyên số, kinh tế số và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ, chuyển đổi số và diễn đàn đổi mới sáng tạo là biện pháp hiệu quả để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và nâng cao khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp. Diễn đàn với sự tham gia của các diễn giả từ các tập đoàn và hiệp hội như BKMS, IDC, Hiệp hội Công nghiệp 4.0 Hàn Quốc, True Digital và LS Electric. Ngoài ra, diễn đàn còn quy tụ các chuyên gia công nghệ, nhà nghiên cứu và tổ chức liên quan để thúc đẩy việc chuyển đổi số và giải pháp số trong lĩnh vực công nghiệp sản xuất. Tối qua, thì Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương đã công bố điểm thi của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 hệ công lập năm học 2023-2024 trên cổng thông tin điện tử. Thí sinh, phụ huynh có thể tra cứu tại hai đường link sau: binhduong.edu.vn, tra cứu điểm tuyển sinh lớp 10, binhduong.tsdc.edu.vn, tra cứu điểm thi. Chỉ còn hơn một tuần nữa, hơn 1 triệu học sinh lớp 12 trên cả nước sẽ bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023. Kết quả thi vừa để xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông, vừa là yếu tố đánh giá chất lượng chỉ đạo tổ chức dạy học của địa phương trong giáo dục phổ thông. Theo đó, các hội đồng thi tổ chức coi thi trong các ngày 27, 28, 29 và 30 tháng 6, chấm thi từ ngày 1 tháng 7, công bố kết quả thi vào 8 giờ ngày 18 tháng 7, hoàn thành xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông chậm nhất là ngày 20 tháng 7. Tại tỉnh Bình Dương, hơn 14.000 thí sinh sẽ tham dự kỳ thi tốt nghiệp năm nay, trong đó gần 13.700 thí sinh đăng ký tốt nghiệp và tuyển sinh. Hiện các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh đang bước vào tuần cuối cùng ôn luyện cho học sinh. Hầu hết các trường đều chọn phương án chia lớp ôn tập căn cứ vào bài thi mà các em đăng ký. Nhằm phòng chống đuối nước cho trẻ em, huyện Bắc Tân Uyên phối hợp với câu lạc bộ thể thao Tiermore Riverside dùng hồ bơi tại đây để dạy bơi miễn phí cho các em học sinh của huyện. Theo đó, hơn 100 em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn và có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn 10 xã thị trấn được ban tổ chức đưa đón đến học bơi miễn phí trong vòng 12 ngày. Các em sẽ được trang bị những kỹ năng cần thiết khi xuống nước một mình.
công khai các trường hợp vi phạm an toàn thực phẩm. Đây là nội dung trong văn bản số 1720 của Sở Y tế gửi các đơn vị y tế trực thuộc trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Theo đó, các đơn vị y tế tăng cường thanh tra kiểm tra giám sát an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm ăn ngay, cơ sở kinh doanh nước giải khát, dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể. Qua kiểm tra, nếu các đơn vị phát hiện cơ sở vi phạm, sẽ tiến hành xử lý nghiêm và công khai vi phạm trên phương tiện thông tin đại chúng để cảnh báo cho cộng đồng. Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đề xuất bố trí vốn ngân sách nhà nước cho hoạt động kinh tế đường sắt để nâng cấp 297 lối đi tự mở thành đường ngang. Để sớm đảm bảo an toàn giao thông tại 297 lối đi tự mở này, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đề nghị Bộ Giao thông Vận tải kiến nghị Thủ tướng Chính phủ ưu tiên bố trí nguồn vốn ngân sách nhà nước cho hoạt động kinh tế đường sắt thực hiện từ năm 2024, hoàn thành năm 2025. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, năm 2023, tỉnh Bình Dương ban hành kế hoạch dự kiến tiết kiệm điện từ 200 đến 220 triệu kWh. Đối với sản lượng tiết kiệm này có thể cấp điện cho để đảm bảo cung ứng điện sử dụng hiệu quả. Chỉ nỗ lực từ phía công ty điện lực Bình Dương là chưa đủ mà rất cần sự chung tay từ phía khách hàng sử dụng điện. Mặc dù gặp không ít khó khăn trong điều kiện nắng nóng, các doanh nghiệp đang tập trung sản xuất cho các đơn hàng xuất khẩu trong quý 3 năm 2023, song ngành điện đã nhận được sự đồng tình cao của các tổ chức, cơ quan, đơn vị và nhân dân trên địa bàn thực hiện công tác tiết kiệm điện. Điều này đã góp phần giúp ngành điện đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định trong năm 2023. Đặc biệt, chủ trương điều chỉnh phụ tải điện tự nguyện phi thương mại trên địa bàn tỉnh từ nay đến tháng 8 được doanh nghiệp trong các khu công nghiệp đồng tình hưởng ứng. Ngành điện Bình Dương đã ký thỏa thuận với toàn bộ 1.854 khách hàng có sản lượng điện tiêu thụ từ 1 triệu kWh một năm. Về thực hiện tiết kiệm điện trong các thời điểm cao điểm của hệ thống điện, đa phần các đơn vị đã thay đổi cách vận hành và thời gian thực hiện hoạt động của một số thiết bị chính, sử dụng nhiều hơn các thiết bị được dán nhãn tiết kiệm năng lượng, cắt giảm giờ hoạt động của quạt, tắt luân phiên, giảm giờ hoạt động của hệ thống điều hòa trung tâm. Để tiết kiệm điện năng, bên cạnh đầu tư máy móc hiện đại, công ty chúng tôi đã cho vệ sinh thiết bị dùng lâu ngày, tắt các thiết bị điện không được sử dụng đến, giảm việc sử dụng điện trong khung giờ cao điểm và nhất là đẩy mạnh tuyên truyền về sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả trong công nhân. Đối với các khách hàng trong các khu công nghiệp thì trên địa bàn tỉnh Bình Dương thì đối với cái lĩnh vực cái cụm từ tiết kiệm điện đối với họ thì nó cũng rất thân quen, là công ty điện lực đã triển khai rất là thời gian qua rất là dài, rất là nhiều rồi. Thì trong thời gian qua thì cũng được sự ủng hộ của tích cực từ các cái khách hàng này bằng cái việc họ tự tiết kiệm cho bản thân họ nhằm giảm cái chi phí cho sản xuất cũng như là tăng cái sức cạnh tranh đối với doanh nghiệp. Ngoài ra thì cũng được sự ủng hộ của địa phương cũng như là Sở Công Thương thì cũng tăng cường làm việc đối với trong cái việc kiểm toán năng lượng đối với các doanh nghiệp. Do đó thì các doanh nghiệp cũng rất là quan tâm đến cái vấn đề tiết kiệm điện của doanh nghiệp. Dự báo hiện tượng El Nino có thể xuất hiện vào nửa cuối mùa hè năm 2023 và duy trì đến năm 2024, gây thâm hụt 25-50% lượng mưa, dẫn đến nguy cơ cao xảy ra khô hạn cục bộ hoặc diện rộng, ảnh hưởng đến nguồn cung điện. Vì thế, ngoài các giải pháp tiết kiệm điện, ngành điện cũng khuyến cáo người dân, doanh nghiệp thường xuyên theo dõi sản lượng điện sử dụng trên app chăm sóc khách hàng, chủ động điều chỉnh việc sử dụng điện một cách tiết kiệm và khoa học. Thưa quý vị, thực hiện nghị quyết của Quốc hội, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về giảm mặt bằng lãi suất, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp tăng khả năng tiếp cận vốn, góp phần phục hồi sản xuất kinh doanh. Lần thứ tư trong năm nay, Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh giảm các mức lãi suất, hiệu lực từ ngày 19 tháng 6 năm 2023. Như vậy, từ giữa tháng 3 đến tháng 3 năm 2023 đến nay, thì Ngân hàng Nhà nước đã 4 lần điều chỉnh giảm lãi suất điều hành, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp giảm chi phí, phục hồi sản xuất kinh doanh. Ở lần điều chỉnh thứ tư, Ngân hàng Nhà nước đã giảm lãi suất điều hành với các mức giảm từ 0,25% đến 0,5% năm. Cụ thể, lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng giữ nguyên ở mức 0,5% năm. Lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng giảm từ mức 5% năm xuống còn 4,75% năm.
Riêng lãi suất tối đa đối với tiền gửi tại Quỹ Tín dụng Nhân dân, tổ chức tài chính vi mô giảm từ mức 5,5% năm xuống 5,25% năm lãi suất tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng trở lên do tổ chức tín dụng ấn định trên cơ sở cung cầu vốn thị trường. Bên cạnh đó, lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa của tổ chức tín dụng đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực ngành kinh tế giảm từ mức 4,5% năm xuống 4% năm. Riêng lãi suất cho vay ngắn hạn của Quỹ Tín dụng Nhân dân và tổ chức tài chính vi mô đối với các nhu cầu vốn này giảm từ mức 5,5% năm xuống 5% năm. Thực hiện chủ trương của Chính phủ, chỉ đạo của Thống đốc Ngân hàng nước, các tổ chức trên địa bàn đã triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, chấp hành tốt việc điều hành giảm lãi suất của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Cho đến thời điểm hiện nay, về cơ bản lãi suất trên địa bàn đã giảm, đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp giảm bớt gánh nặng về chi phí và bước đầu phục hồi phát triển sản xuất kinh doanh. Với việc giảm lãi suất đã khẳng định vai trò đồng hành của ngành ngân hàng đối với người dân và doanh nghiệp trong bối cảnh kinh tế trong nước còn gặp nhiều khó khăn. Các ngân hàng đã thực hiện việc tiết giảm các chi phí, mở rộng và đa dạng các dịch vụ phục vụ khách hàng, đồng thời tăng cường các giải pháp để hỗ trợ doanh nghiệp sớm tiếp cận được với nguồn vốn. Tiếp tục giảm lãi suất từ 1 đến 1.5% năm. Đây là một cái nhiệm vụ mà chúng tôi cảm thấy là rất là cần thiết và làm sao để hỗ trợ cho khách hàng trong cái điều kiện mà kinh doanh khó khăn như hiện nay. Mặc dù Ngân hàng Nhà nước đã có yêu cầu các tổ chức tín dụng giảm lãi suất để giảm bớt khó khăn cho người dân và doanh nghiệp, tuy nhiên hiện nay lãi suất ngân hàng vẫn còn đang đứng ở mức tương đối cao. Cụ thể, tùy vào sản phẩm và thời hạn, lãi suất cho vay đang duy trì ở các ngân hàng thương mại nhà nước từ 4,5 đến 11% năm. Đối với các ngân hàng thương mại cổ phần, lãi suất vay mới đang duy trì từ 9 đến 12% năm đầu. Còn đối với các khoản vay cũ, đến thời điểm này, nhiều ngân hàng mới bắt đầu điều chỉnh. Mời quý vị theo dõi những tin tức nổi bật được đăng trên các báo sáng nay. Trên các báo thông tin, phát biểu kết luận tại hội nghị sơ kết một năm hoạt động của Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực cấp tỉnh diễn ra vào hôm qua, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trưởng Ban chỉ đạo, nhấn mạnh một nhiệm vụ quan trọng là khi phát hiện thấy sai phạm thì phải xử lý kiên quyết, nghiêm minh, đồng bộ giữa kỷ luật đảng, kỷ luật hành chính của nhà nước, đoàn thể và xử lý hình sự, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Bất kể người đó là ai và không chịu sự tác động không trong sáng của bất kỳ tổ chức cá nhân nào, chỉ đạo kiên quyết xử lý nghiêm những cán bộ công chức, nhân viên nhũng nhiễu, vòi vĩnh, gây phiền hà cho doanh nghiệp, khắc phục bằng được tệ tham nhũng vặt, gây bức xúc trong xã hội, làm tổn thương tình cảm và niềm tin của nhân dân. Trên các báo sáng nay thông tin, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng hôm qua đã ký quyết định về việc tặng quà nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 1947, 27 tháng 7 2023. Quà tặng được chia thành hai mức 600.000 đồng và 300.000 đồng. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Thảo luận dự án luật nhà ở sửa đổi vào hôm qua 19 tháng 6 thì nhiều đại biểu đã tranh luận về việc tạo quỹ nhà ở xã hội như thế nào, chính sách ưu đãi ra sao, nhà nước hay tư nhân đóng vai trò chính, và quan trọng xây dựng nhà ở xã hội thì nên hướng đến việc thuê hay bán. Thực tế hiện nay tại nhiều đô thị lớn như Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, các dự án nhà ở đang chủ yếu là do các doanh nghiệp tư nhân xây dựng. Dự án đầu tư bằng vốn ngân sách ít ỏi để thu hồi vốn nhanh, hầu như chủ đầu tư chọn bán thay vì cho thuê đối với loại hình nhà ở xã hội. Một vấn đề hôm nay trên báo Tuổi Trẻ số ra sáng nay có đăng bài Nhà ở xã hội sao không cho thuê, đề cập nội dung này. Mời quý vị đón đọc trên trang 2 và 3 của báo. Trên trang 4 báo Tuổi Trẻ sáng nay thông tin, để tháo gỡ vướng mắc cho dự án đường cao tốc Bến Lức - Long Thành, Bộ Giao thông Vận tải đã có tờ trình Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang về duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án. Trong đó, điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đến ngày 30 tháng 9 2025 thay vì ngày 31 tháng 12 2023 như kế hoạch trước đó. Giá hạn hiệp định vay cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản JICA lần thứ 2 đến ngày 31 tháng 12 2025 và hủy số vốn dư hiệp định vay ngân hàng phát triển châu Á ADB lần 2 với giá trị 100 triệu đô la Mỹ. Bộ Giao thông Vận tải cho hay phía ADB và JICA
cũng mong muốn đẩy nhanh việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án để sử dụng vốn tổng của công ty đường cao tốc Việt Nam hoàn thành dự án để tránh tiếp tục phát sinh chi phí. Trước tình trạng quá tải tại các trung tâm đăng kiểm thời gian qua, ngày 2 tháng 6 năm 2023, Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành thông tư số 08 năm 2023, sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư số 16 năm 2021, quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Quy định này cho phép chủ phương tiện ô tô chở người dưới 9 chỗ, không kinh doanh vận tải được tự đăng ký giãn chu kỳ kiểm định thêm 6 tháng trên phần mềm tự động mà không cần đưa xe đến trung tâm đăng kiểm. Dư luận đánh giá việc đơn giản hóa thủ tục này mang lại lợi ích cho cả ngành đăng kiểm và người dân. Đề cập vấn đề này, một sự kiện và dư luận trên báo Hà Nội Mới số ra sáng nay có đăng bài "Đơn giản hóa thủ tục đăng kiểm, nhiều lợi ích". Mời quý vị đón đọc trên trang 7 của báo. Trên các báo sáng nay thông tin, số ca mắc tay chân miệng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh tăng nhanh trong những tuần gần đây với sự xuất hiện trở lại của virus Enterovirus 71 genotype B5. Ngoài ra, thành phố còn có nhiệm vụ tiếp nhận điều trị bệnh nhi mắc tay chân miệng từ các địa phương phía Nam, nên nguy cơ gia tăng bệnh tay chân miệng sẽ càng lớn. Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh đã có công văn đề nghị Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế hỗ trợ tìm thêm nhà cung ứng thuốc đặc trị để kịp thời phục vụ cho công tác khám chữa bệnh trong tình hình dịch bệnh diễn tiến nhanh hiện nay. Trước băn khoăn của nhiều thí sinh về quy trình xét tuyển đại học năm 2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết đối với một ngành đào tạo theo một phương thức và tổ hợp môn, tất cả thí sinh được xét chọn bình đẳng theo điểm, không phân biệt thứ tự ưu tiên của nguyện vọng đăng ký. Trong trường hợp nhiều thí sinh có cùng điểm xét ở cuối danh sách, cơ sở đào tạo có thể sử dụng tiêu chí phụ là thứ tự nguyện vọng để xét chọn những thí sinh có thứ tự nguyện vọng cao hơn. Năm nay, các thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học từ ngày 10 tháng 7 đến ngày 17 giờ ngày 30 tháng 7. Thông tin này được đăng trên trang 5 báo Hà Nội Mới. Chương trình Bình Dương ngày mới sáng nay xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt.